Xin chào anh em. Một tiêu chí cũng rất quan trọng trong âm thanh, đó là nguồn nhạc phát. Các bác có bộ âm thanh cực kỳ đắt tiền nhưng mà nguồn nhạc các bác cho vào không đủ chất lượng thì sẽ không bao giờ hay. Đó là tiêu chí cực kỳ quan trọng. Và hôm nay cửa hàng có một mẫu đầu đĩa và để giá cực kỳ bình dân cho anh em chơi. Hàng bãi zin tuyệt đối anh em nha. Đây là mẫu đầu đĩa của Pioneer, mã là 6030. Để giá tốt là 2 triệu đồng. Góc cạnh đẹp, nước sơn đẹp. Hàng bãi zin tuyệt đối luôn. Chút nữa cho anh em xem nội thất thì ngất ngây luôn với cái nội thất của con đầu này. Giá 2 triệu, mắt đọc tốt. Đó. Bề ngang thì nó tầm 42cm, đấy là đặc trưng. Còn chiều dài thì nó tầm 8cm. Chiều sâu tầm 30. Điện 100V. Mắt đang đọc tốt và đang nghe nhạc đấy. Số series là 2327. Điện 100V sẽ có thể nhận. Những cái mẫu đầu nội địa thì không bao giờ nó ghi made in Japan anh em nhá. Bởi vì nó mặc định là dùng trong nội địa, nó không xuất khẩu nên nó không phải ghi chữ made in Japan. Từ đầu đĩa thì chất lượng âm thanh lúc nào nó cũng là tuyệt vời nhất. Bởi vì cái nhạc ra nó sẽ căng, rõ, tròn các dải âm. Bộ tiền tỷ mà không có nguồn nhạc hay thì cũng như bộ bình thường. Đấy là điều chắc chắn 100% luôn. 1000% cho anh em, đừng nói 100%. Cảm nhận sao? Cái chất âm nó dày dặn không? Có những mẫu đầu bán 3 triệu, 3 triệu rưỡi, 4 triệu. Bởi vì hình thức nó đẹp hơn. Thế thôi anh em nha. Còn về chất âm thì cái con đầu này nó chả kém gì những con 4-5 triệu. Nói luôn một điều đấy, nói nhanh cho nó vuông. Có cái màn hình hiển thị hoặc là cái mặt tiền nó thiết kế không đẹp bằng những mẫu đầu kia thì nó sẽ có giá mềm mại hơn. Và hiện tại cửa hàng đang để giá cực tốt cho anh em 2 triệu. Anh em có đầu chơi Tết. Cho anh em xem nội thất ngay sau đây. Next bài cho anh em xem. Đấy là cách để thử đầu anh em nhé. Nếu đầu mà các bác nách đĩa mà nó không chạy thì là nó sẽ kém, mắt đọc kém. Nhưng tất nhiên phải là đĩa tốt anh em nhé, chứ không phải là đĩa vớ vẩn đâu. Có nhiều cái đĩa mặc dù nó bán cũng tiền trăm hoặc là 40-50 nhưng nó in lỗi thì là nó không dùng được. Chứ không phải đĩa người ta bán cái nào cho các bác dùng cũng là ngon hết đâu. Bấm là ăn ngay. Thông tin địa chỉ rất rõ trên tấm biển kia. Quý khách hàng có thể đến tận nơi ở xa đặt cọc, cửa hàng sẽ gửi đi cho các bác. Giá là 2 triệu đồng. Anh em hãy ngất ngây cùng với nội thất của em nó đi. Góc cạnh đẹp mê ly luôn, không móc méo sứt mẻ. Nước sơn còn đẹp, đồng màu. Nghĩa là về hình thức bộ mới là vẫn rất tinh tường. Đấy các bác nhìn thấy mặt trên vết vân tay thôi. Đó. Và bên trong nhìn mới đã này. Đó. Hàng zin tuyệt đối nhá. Zin tuyệt đối. Nói vuông một câu như vậy luôn. Nói tròn một câu như vậy luôn. Mắt đọc tốt. Bên trong sạch sẽ. Quay rất chi tiết và rõ ràng. Anh em có điều kiện, có nhu cầu thì hãy nghe kỹ và
xem kỹ. $2,000 thôi, nhưng mà chất âm nó ra thì ngất người luôn. Không chỉ 2 triệu anh em nhé. Anh em chỉ cần dùng một mẫu đầu đĩa của bộ dàn bỏ ra, nó bán tầm triệu hơn triệu. Chất âm nó hay hơn rất nhiều so với anh em nghe nhạc mạng hoặc là nghe qua điện thoại, đấy là điều hiển nhiên. Còn tất nhiên mình nghe qua những cái kia thì nó sẽ tiện và nó sẽ được nhiều bài hát. Còn nếu mà chơi nhạc chuẩn thì dùng đầu đĩa, nó là lựa chọn số 1 luôn. Và tất nhiên thì nó có mẫu đầu đắt và mẫu đầu rẻ. Nội thất thuộc dạng bồ ghề.